phục vụ phát triển kinh tế và đi lại của nhân dân. Từ năm 2021 đến nay, huyện Yên Mỹ đã đầu tư trên 2.200 tỷ đồng xây dựng các công trình giao thông, trong đó có trên 90 công trình được đầu tư nâng cấp cải tạo, xây mới với gần 180 km, gồm 3 công trình đường tỉnh, 22 công trình đường đô thị, đường huyện, đường quy hoạch, 2 công trình đường liên xã, 3 công trình đường cầu và trên 60 công trình đường thôn xóm nội đồng. Kinh phí xây dựng chủ yếu từ hỗ trợ của cấp trên, trích từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở và đóng góp của nhân dân.